Sáng ngày 6 tháng 9, nhân dịp năm học mới 2023-2024, Hội Từ Thiện Giao Hạt Tự Tâm kết hợp Chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thân Bình, tổ chức tặng gần 300 phần quà cho các em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn. Theo đó, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tánh Thông, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự Phật giáo huyện Thân Bình, Đoàn từ thiện vượt hơn 100 km đến huyện miền núi Phước Sơn để thăm và tặng quà chúc mừng năm học mới đón tiếp đoàn có thầy giáo A Song Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường cùng các giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh. Tại đây, đại đức thích tấn thông thay mặt đoàn từ thiện chúc quý thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên sức khỏe hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp chồng người. Đặc biệt chúc mừng năm học mới đến với toàn thể học sinh, khuyến tấn các cháu chăm ngoan, vâng lời cha mẹ thầy cô, trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho bản thân, gia đình và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, thầy A Sông Dũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm chia sẻ của đoàn từ thiện bằng những món quà thiết thực cụ thể đã động viên khuyến khích các em học sinh có động lực tích cực vươn lên trong cuộc sống và học tập tốt. Nhân đây, thầy hiệu phó cũng chia sẻ với đoàn những thuận lợi khó khăn nhất định của ngành giáo dục miền núi nói chung và của trường tiểu học, trung học cơ sở và thị sáu nói riêng. Rất cần sự chung tay giúp đỡ nhiều mặt về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đời sống của học sinh, góp phần ổn định việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp đó, 256 phần quà Mỗi phần một ram vỡ và một chiếc chăn ấm được trao cho các em học sinh. Học sinh cấp 1, mỗi em được một bộ quần áo mới. Được biết tổng kinh phí được trao quà lần này là 75 triệu đồng. Đây là những phần quà mang ý nghĩa khởi đầu năm học mới, hứa hẹn nhiều thành tích tươi sáng trong học tập, góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp cho đất và người miền núi.